Anh em đợi mình tí, làm tí nhạc tí cho đỡ buồn đã, đợi anh em lên nó một lượt cho dễ. Muộn quá em. Ok anh em đợi mình chút nhá. Rồi, xin chào tất cả anh em. Như các bạn đã biết rồi, ngày hôm nay mình có một cái hẹn với tất cả anh em. Những người mà luôn luôn có những cái câu hỏi trong thời gian vừa qua dành cho mình là: anh ơi, tại sao tự nhiên tài khoản của em không vào được, tự nhiên tài khoản của em bị block sau cả mấy ngày này kia. Thì đầu tiên chúng ta sẽ cần phải phân biệt như thế nào là không vào được và như thế nào là bị block 6k, hay nói cách khác đó là bị tranh chấp ạc và bị block vĩnh viễn do hack. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu qua, nhưng mà mình điển hình nhất là như thế này. Nếu như các bạn mua bán ạc, khi mua bán ạc các bạn không đổi hết thông tin thì nó sẽ xảy ra những trường hợp là chủ ạc tiếc của, rồi thì này nọ nó kia, hoặc là ý đồ lừa đảo sẽ gửi tranh chấp lại. Các bạn lưu ý rằng chỉ cần một cái email thôi là GM cũng sẽ chấp nhận đó là một thông tin của ạc cũ của bạn. Đây sẽ là giao diện màn hình login khi mà các bạn bị tranh chấp ạc. Các bạn có thể thấy rằng là khi login, tài khoản sẽ thông báo là tài khoản ABCXYZ hiện đang tạm khóa, xin vui lòng liên hệ 19001104 hoặc fanpage game để biết thêm thông tin chi tiết. Thì đây là trường hợp bị tranh chấp ạc. Để muốn hủy tranh chấp thì hiện tại thì trang hỗ trợ.scoin.vn đã mở lại rồi. Các bạn có thể lên YouTube search là chùm stream truy kích hướng dẫn là gửi hỗ trợ Scoin, hoặc các bạn có thể gọi trực tiếp dùng số điện thoại đăng ký trong tài khoản Scoin để gọi lên 19001104
yêu cầu bên phía Scoin cũng như là GM Truy Kích hỗ trợ cho anh em có thể mở được tài khoản để có thể tiếp tục chơi game. Đó là về vấn đề tranh chấp. Còn về vấn đề bị block ạ, tất cả anh em đều biết rồi. À, thật ra thì mình xin chê trách cho tất cả các ông GM. À, các ông rất là vớ vẩn khi mà các ông block vĩnh viễn thì các ông ghi mẹ luôn là tài khoản của bạn đã bị block vĩnh viễn con mẹ đi. Nhiều ông lười từ ngày ra game đến giờ cứ báo là kiểu như khóa 18 năm 22 hay là 20 năm gì đấy. Sau đấy là cứ nhích từng ngày từ ngày chúng ta bắt đầu chơi game đến bây giờ. Thì còn lại chắc là các ông bấm tích và block cho nhanh. Cho nên là cứ báo là tài khoản của bạn đã bị block 6079 ngày này nọ nọ kia. Đó. Nhưng mà mình vừa mới chụp ảnh một cái app block. Thì nó sẽ chắc chắn như thế này là hack rồi. Mình xin cam đoan một điều rằng như thế này là hack. À, bây giờ chúng ta sẽ cùng nói về tại sao là bị block. Anh em có hiểu gì không ạ? Cái block này là chắc chắn các bạn đã sử dụng phần mềm thứ ba can thiệp vào game. Trước đây thì Đinh Tiến Đạt, trước đây nha, Đinh Tiến Đạt tức là GM vô danh đã từng có đăng một bài lên là vì lý do gì mà bị block trong một đợt càn quét lớn nhất từ trước tới nay. Block một lúc thì mình không biết bao nhiêu ạc, tuy nhiên rằng cộng đồng dậy sóng luôn về đợt block đó. Có những lý do là mình sẽ trích xuất ra một số lý do. Các bạn nhắn tin cho mình, anh Quân ơi, tại sao tài khoản của em bị block? Thì câu trả lời của mình chắc chắn là tài khoản của em bị hack, chứ mình chưa bao giờ nói rằng là em đã sử dụng hack. Mình chỉ nói như vậy bởi vì sao? Bên nhà phát hành người ta căn cứ vào là tài khoản của bạn sử dụng phần mềm thứ ba để người ta block, chứ người ta không cần biết bạn là ai cả. Phần mềm xung đột hack xóa kiểu gì, cái đấy thì anh không biết, cài mẹ lại Win cho nó sạch máy đi hả? Mình sẽ nói tiếp tục cho các bạn là em không hack anh ạ. Ừ, có thể em không hack, tuy nhiên cái thằng biết tài khoản của em hack. Anh chưa nói rằng là bạn bè em hay là người thân, mà có thể em ra quán net, một thằng nó chỉ cần nhìn thấy tài khoản hoặc là pass của em là nó đã có thể có login được vào tài khoản của em rồi. Đó là do em không cẩn thận, chứ không phải do bên nhà phát hành. Còn một bộ phận nữa là có hack nhưng nói chuyện với mình là em không hack. Em không hack ở đây là như nào? Anh ơi, tại sao em bị hack này kia, tài khoản của em có một mình em biết thôi, em không cho ai mượn cả, mà thật không? Mà thật anh ạ. Mà nếu như mà thế thì em mang lên trình bày với GM, họ sẽ cho em thời gian và địa điểm hack, lúc đó thì em sẽ biết là ai. Sau đấy 3-4 ngày lên gặp GM chửi nhau cò quay, với GM chán chê quay về, anh Quân ơi em có hack bây giờ làm nào để xin để mở được hả? Anh bảo trước đây thì tôi đã vẽ đường cho ông là nếu ông có hack thì ok, ông lên tận trụ sở ông xin là do là em không biết, em cũng gọi là tò mò này kia, thì thôi rất là kính mong bên GM nhà phát hành này kia hỗ trợ cho em để em tiếp tục em chơi game. Đó, người ta nói rồi là đánh kẻ chạy đi không bao giờ đánh kẻ chạy lại. Các bạn đã nhận sai, các bạn lên các bạn xin. Mình tin chắc rằng tất cả những người mang danh là GM, mang danh là nhà phát hành, họ không nỡ lòng nào để họ block bạn. Rồi thì có những bạn khi inbox cho mình cũng với một câu hỏi là anh ơi, tại sao tài khoản em bị block này kia. Mình cũng có giải thích là không phải em hack mà là bạn em hack. Xong rồi thì quay ra là chửi là GM block vô cớ, rồi thì block thế này thế kia, lên tất cả các group này nọ nọ kia. Thì bây giờ mình chỉ muốn nói với tất cả các bạn một điều là như này này. GM người ta không rảnh rái để người ta đi block các bạn. Ok, các bạn không làm gì không tự nhiên người ta block. Bởi vì sao? Bởi vì các bạn là miếng cơm manh áo.
là cơm áo gạo tiền của họ. Các bạn có chơi game, các bạn có nạp vào game thì nhà phát hành mới có tiền để trả lương cho GM. Không một lý do gì mà GM người ta block các bạn. Đặt ra hai trường hợp block thích thì block, khi block xong gamer không chơi, mất niềm tin vào game, không ai nạp game, không có tiền, lương ít, chết đói. Block những thằng sử dụng hack, họ sẽ phải cân đối giữa là một thằng nạp vào game có tiền lương và một thằng tự để lấy tiền của một thằng nhưng mà lại làm mất đi nhiều thằng khác có niềm tin vào GM. Một thằng nạp tiền mất đi để 10 thằng khác nạp tiền, chấp nhận block một thằng. Ok, mọi người có hiểu ý mình không ạ? Là GM người ta không tự nhiên block các bạn đâu, các bạn hiểu không? Bởi vì là đừng nói giống bên đột kích này kia, bởi vì mình biết là cái hệ thống chống hack của bên truy kích nó bá đạo cực kỳ luôn, nó rất rất nhiều tiền vào đấy, không bao giờ bắt nhầm dù thế nào đi chăng nữa. Thì khi các bạn đã bật lên login vào khóa mấy k ngày, mình khuyên thật các bạn, dù có làm hay không, con người ta nên nhẫn nhịn xuống để mà biết rằng là nếu như mình mở lời xin, không ai là không tha. Mình hứa là như vậy, mình xin hứa chắc chắn là như vậy, bởi vì là khi các bạn hack vào thì lên nhận lỗi, chắc chắn GM tha, không gờ mày không à, không GM này thì GM khác, không phải gờ mày nhá, sorry anh em. Ừ, bây giờ nhá, như bạn Giáp Hoàng nhỉ, bạn nói nick của em bị thằng em tò mò hack, anh mở hộ em được không? Anh là một gamer, nhấn mạnh lại một lần nữa, mình là một gamer, mình không có quyền hạn gì để mà mở tài khoản cho các bạn cả. Tuy nhiên trước đây mình có từng làm mod là cầu nối giữa gamer và GM, thì nếu các bạn mong muốn qua hẳn bên cộng group cộng đồng truy kích, cộng đồng game truy kích, các bạn đăng một bài, mình sẵn sàng mình tag tên GM vào đấy để xem xét trường hợp của bạn. Tuy nhiên bạn nên nhớ rằng người có lỗi là bạn, đừng có nói giọng bố đời là đi mẹ các ông có mở cho tôi không, các ông đéo mở là tôi đéo chơi nghỉ, cút mẹ vậy đi. Nhiều thằng inbox cho mình giọng bố đời là em mất niềm tin vào game rồi thì anh ơi có khi em nghỉ game rồi. Ok nghỉ mẹ đi em, không tiếc những thằng kiểu như vậy thật. Mình nói này thì mình đang nói liền mạch cho em, mình không đọc được comment của anh em đâu. Quang quyền thằng em nó cũng hack, em xin bên GM, em cũng đã xin và được tha rồi đó, các bạn có thể thấy. Nhưng mình nói rồi, đánh kẻ chạy đi chứ không đánh kẻ chạy lại. Khi các bạn mở lời xin, không ai không tha cho các bạn cả. Anh ra bảo clan em hack snipe headshot như nào mà được lên top. Ra bảo thì là một trong những gamer đời đầu tiên khi chưa có hack, nếu để xét về top 1 headshot thì khá là xứng đáng. Anh ơi cho em hỏi GM ví dụ là ai anh ạ? Em cứ qua bên cái group cộng đồng game truy kích, em đề xuất ý kiến cũng như là vấn đề của em lên. Anh hứa với em là anh sẽ coi như tag tên GM nào xử lý được trường hợp của em vào cho em. Ok. Bây giờ các bạn cứ hỏi là thằng bạn em hay thằng em tốt nhất. Nếu ạc không phải tranh chấp thì hãy nhìn nhận thẳng vào sự việc là ạc của mình có vi phạm đi. Được không ạ? Cái ý của mình nói ở đây này là khi đã vi phạm rồi thì các bạn dù có lý do trời lý do bể, các bạn cũng không gỡ gạc lại được đâu. Tốt nhất là nên nhận cái sai về bản thân mình, chứ còn các bạn lên để thái độ. Nhiều ông chiều nay tôi đọc một cái bài viết ở bên group hỗ trợ là bị khóa một acc, sau đấy bị khóa tiếp một acc nữa.
Thôi lên là nào thì các ông bờ lốc vĩnh viễn từ sau vụ Lâm Gia Ri Chon này kia. Nếu các ông nhá, các ông thích, các ông chụp con mẹ nó ảnh lại cái chatbook ấy đây. Còn lên tại vì sao người ta block? Tôi chỉ nói các ông này, một là các ông xúc phạm người ta thích thì người ta đã bảo rồi. Đọc lại điều luật bài viết đầu tiên nhất ở trang chủ của truy kích.net.vn, không biết thằng nào tìm được không, là có một cái đoạn này xúc phạm GM out, get out. Get out là tiếng Anh, còn tiếng Việt là cút. Ok. Cái thứ hai là người ta không phải một mình ông inbox, người ta còn hàng nghìn người inbox, thì ông phải đợi. Ok. Ông không phải là bố đời, ông không phải là VIP để mà người ta phải support ngay. Thì ông nên đợi. Các ông đợi chưa được bao lâu, các ông mẹ bấm vào like, các ông bấm cho nát con mẹ nó coi như chuột đi. Các ông spam người ta. Giống như trước đây một thằng cũng spam như thế, chặn thời ấy là tôi bị bóc cái phốt 100k đi con mẹ, đéo nghe ra thì lìn nào luôn. Thì các ông cứ thử để các ông đi. Các ông vào, các ông một ngày vài trăm người inbox, rồi các ông cứ spam đi xem người ta có block không. Có lên bảo tại sao người ta block, hãy nhìn lại xem mình đã làm gì để người ta block, chứ người ta không tự dưng block các ông. Ok. Theo ý kiến của mình, cách phòng chống block ad tốt nhất có hai lý do. Cách thứ nhất, chắc chắn rồi, không sử dụng phần mềm hack. Hãy là một gamer chơi game chân chính. Đừng bao giờ để coi như là thả huy hoàng, thả cái con mẹ gì đấy huy hoàng một phút rồi hụt tắt ngàn năm. Nó đéo bền đâu. Thật, bởi vì chơi game, các ông chẩu cũng được, các ông muốn cái đéo gì được. Các ông hack, các ông mất tiền. Theo tôi biết là 20k hay 50k một bản hack gì đấy, hay một tháng. Thì các ông làm thế, các ông chỉ tinh tướng được một lúc thôi. Rồi đến lúc các ông bị block ạc, các ông khóc. Đến lúc ấy thì đéo ai thương các ông cả. Cho nên đừng mất tiền vào những cái vô bổ, không nên hack. Đó là cách thứ nhất. Cách thứ hai, đó là bảo mật tài khoản cho tốt. Gạch đầu dòng thứ nhất, không cho ai biết pass cũng như là tài khoản của mình. Gạch đầu dòng thứ hai, nên sử dụng coi như những máy, những quán net mà mình tin tưởng để tránh cây lốc hay là này nọ nọ kia. Và cách thứ ba là tốt nhất là sắm mẹ cái máy về nhà mà chơi như mình này. Mình chơi máy ở nhà, cũng như tài khoản của mình bảo mật. Rồi thì lúc nào mình vào chơi, mình đổi pass này nọ nọ kia, liên tục đổi pass 2-3 ngày đổi pass một lần. Cũng như là ví dụ những người nào phải thật sự tin tưởng thì mình mới cho mượn ạc. Những người lớn, những người đứng đắn, họ có gia đình. Bảo ạc này anh chưa có cái này mà anh quay mất nhiều vàng quá. Ạc em có thì anh vào anh chơi thử xem được không. Rồi ok. Thì cho họ mượn vào, các bạn biết ạc của mình rồi, biết Akani rồi, không phải chỉ một mình chơi. Còn các anh, còn bạn của mình như Dũng VV hay anh Đức Loa, anh Sơn ở bên Clan, những người anh người ta lớn tuổi rồi, người ta không bao giờ dùng hack hay đồ trẻ trâu này kia. Tài khoản của mình chơi, mình cam đoan rằng mình chơi sạch. Cho nên các bạn đấy, có bao giờ mình nên thắc mắc là tài khoản của mình bị block không? Bởi đơn giản là mình không có thì mình không sợ. Còn các bạn có thì các bạn đừng nên cãi. Chỉ vậy thôi. Đó là cái vấn đề mà mình muốn nói trong buổi tối ngày hôm nay. Thì hy vọng rằng tất cả anh em sau khi xem clip này, tốt nhất đừng cho ai mượn ạc, đừng share tài khoản cho ai, hoặc là tốt nhất là nên về nhà chơi. Quán net thì nên chọn những quán nổi tiếng, Cybercore hay là ở bên Epic này kia, những quán net có danh tiếng, họ sẽ không bao giờ
chơi xấu đến mức mà cài cái lốc vào máy của các bạn đâu. Mình thì rất là mong muốn là tất cả anh em đều có tài khoản an toàn này nọ đó kia để mà chúng ta tiếp tục được với đam mê của mình. Ok, Giang Nguyễn sáng nay hack DM rể rách. Mày có tin là bố mày block mày không ở thằng Giang? Anh có thể rất là vui nhưng đừng cá mè một lứa với anh Giang ạ. Chửi chỗ khác. Được chưa? Còn á, sáng nay này, tao bắn hay chiều nay tao bắn này. Pha pentakin đấy, vừa bắn xong được luôn. Còn ấy, mày thích mày độ bao nhiêu tiền với bố mày ấy. Bố mày chơi với mày luôn. Mày lên nhá. Mày gặp từ ông to nhất cho xuống đến bé nhất ở trên cái game VTC Mobile ấy. Mày check ác của bố mày đi. Còn mày đừng vào đây, mày cá mè một lứa với tao. Mày là em tao. Quý thì quý thật. Nhưng ở đây là tao đang nói với cả cộng đồng tao. Còn mày chửi ai vào đây tao không cần biết. Đây là livestream tao, mày nói là mày chửi tao. Ok. Nguyễn Tuấn Hải nói rằng 2 3 ngày đổi phát một lần, lỡ quên phát thì sao? Bạn nên cài đầy đủ thông tin vào tài khoản của bạn, đặc biệt là số điện thoại, bởi đó là cách duy nhất có thể lấy lại được phát vào thời điểm này. Trước đây từng có là lấy được phát bằng email, tuy nhiên bây giờ thì không lấy được nữa, do là kể cả trước đây thì là nếu như bị ác đã cài bảo mật nâng cao vẫn có thể lấy lại được bằng email. Bây giờ Ncoin hủy hẳn rồi, các bạn chỉ có thể lấy được pass bằng duy nhất đó là số điện thoại mà thôi. Cũng nói luôn là về cái mùa danh này mình sẽ nói sơ qua nhé. Ngày hôm nay mình cũng nhận được rất là nhiều tin nhắn là anh có dạy cày danh thuê không để mà em lấy cánh vĩnh viễn, thì mình xin thông báo lại về cái phần thưởng là cánh vĩnh viễn. Đó là các bạn hãy đọc kỹ trên trang chủ bài viết về món quà, về quà danh thì là chỉ có top 1, top 64 và top 128 là được cánh mà thôi. Còn lại những vũ khí kia sẽ là may mắn các bạn giành được và cũng không nhất thiết phải là danh vô địch. Các bạn có thể đọc kỹ bài viết, lưu ý rằng khi bài viết lên trang chủ là một trang chủ của một game chính thống có hơn 1 triệu view thì cái người viết bài người ta chắc chắn sẽ là nói những câu rất gãy gọn và mang nghĩa đen chứ không mang nghĩa bóng kiểu gọi là câu view này kia. Các bạn đọc kỹ hiểu theo đúng vấn đề là các bạn sẽ nhìn nhận ra, chứ bảo bây giờ cày lên top danh vô địch này nọ đó kia để lấy cái đấy thì xin thưa các bạn là không có, không phải ai cũng may mắn có thể lọt vào top 64 và top 128. Cạnh tranh mùa này lên top 1 mình cũng nói thẳng luôn, xin phép nói thẳng luôn là nếu các bạn bóp danh thì thời gian bóp danh mất rất nhiều để lên được top 1, cũng như suốt ngày các bạn phải bóp để giữ vững cái vị trí của mình. Còn mình sẽ nói cho đến khi nào nhà phát hành vẫn chưa tìm ra được cái cách khắc phục bóp danh thì thôi. Các bạn có chụp ảnh thế chụp ảnh 10, 20 lần đi chăng nữa thì các bạn cũng không bao giờ tố cáo được bóp danh đâu. Em mua cái ạc mà họ quên thông tin rồi giờ làm sao lấy lại thông tin của mình? Nếu như ạc đã không có thông tin đừng mua. Riêng ạc ít nhất là phải có số điện thoại và chứng minh hãng mua. Dạo này thì anh bớt chửi ping ping ạ, bởi vì là bất cứ khi nào nếu như mà vấn đề mà nó quá là nặng nề, nó ảnh hưởng rất là nhiều đến anh em thì anh sẽ chửi. Bởi vì khi cất tiếng chửi lên, chửi là phải đúng, chửi để cho người ta phục, chửi để người ta nghe, chứ không phải chửi để người ta khinh. Ok. Xin chào Dũng Ngáo. Tóm lại ác của mình thì mình xài, kéo cho ai mượn, đấy thôi. Chuẩn. Chuẩn, cách đó là chuẩn nhất. Tốt nhất của bố mày, mày đừng mượn, mày có mày chơi, mày đéo có thì thôi. Lập mẹ ạc mới mà chơi, bắn AR15 đen ấy cho nó chất.
chứ mày mượn ạc của tao nếu như mày chơi chung, mày nạp thẻ vào này kia, mày đóng góp vào tao sẵn sàng, nhưng mày vào mày phá ạc tao thì tốt nhất mày nghỉ mẹ mày đi, thế cho nó nhanh được chưa? Tốt nhất là không nên cho mượn ạc. Chào bạn Nguyễn Đức Thắng. À, anh em đừng có nhầm lẫn nhá, anh em đừng có nhầm lẫn giữa cái vấn đề là cài bảo mật nâng cao và chống hack nha. Bởi vì người ta chỉ cần log in vào tài khoản là người ta hack, người ta không cần biết tài khoản có bảo mật nâng cao hay không. Bảo mật nâng cao chỉ là giữ cái thông tin tài khoản cho anh em thôi, chứ không chứng minh được là bạn không hack. Được chưa? Kể cả có bảo mật nâng cao, ác hack thì vẫn block. Đúng rồi, ác nào có thằng chơi. Còn thằng nào đúng rồi, đã hack thì dám chơi, dám chịu, dám bị block. Thuốc mình đang hút là Black Devin. Hàng này là hàng nhập của anh. Vị mình đang hút là vị cà phê 20 điếu Black Filter, thuốc thuốc màu đen có đầu lọc, và đây là king size, có nghĩa là size to. Thế cái may mắn của Danh là quay giam đu hay gì thì anh không biết. Thật sự là anh không biết, nếu biết anh bảo mọi người ngay. Bởi vì là quay may mắn thì chả có cái gì để mà anh không bảo mọi người cả, đúng không? Còn về cái vấn đề quay may mắn như thế nào thì chịu. Tôi mà biết thì có, tôi nói cho các ông rồi, chứ tôi giấu làm gì, giấu tôi có được tiền đâu, đúng không? Web vứt đâu ấy, đây web đây, Snow vứt 200 đây web, nhưng mà ít hút, chỉ lúc nào vui vui hút cho thơm mồm thôi. Nói chung là thằng nào mà sáng tạo ra hack thì thật ra là chơi chắc là ngu như con chó thì mới dùng hack. Bọn nói thật là bọn mà đã dùng hack thì là phải bọn ngu như chó thì nó mới cần dùng hack. Nó vào phòng nó bị người ta chửi là địt mẹ thằng kia bắn gà thế, thằng kia bắn ngu như con chó rồi, thằng kia này nọ nọ kia, cay cú thì mới dùng hack để thể hiện skill vũ trụ. Ok, vào để là địt mẹ mấy thằng kia gà đấy, bố mày hack đây này. Còn sáng nay á, có khi mình livestream mình đi danh, mình gặp một thằng hack nguyên ở bên clan FBI luôn, mình đọc tên là mình chỉ là đi con mẹ thằng này luôn ở clan đấy, chứ mình không chỉ ở clan. Còn á, mình khi mình đã gặp cái gì bất bình là nói thật, tính mình nó nóng, mình đéo thể nào mà nhịn được để mà không chửi, được chưa? Còn đã cáu là chửi hết. Bởi vì sao? Mình rõ ràng mình đéo thèm hách, còn địt mẹ thằng nghĩa đã hách nha, bố mày cũng hách, mày tùy lìm. Ok, đó. Cũng có một số thằng trẻ trâu nghĩ như mình như vậy đấy, cũng nghĩ là mày hách thì bố mày hách lại cho mày xem, mày tùy lìn, mày bằng bố mày luôn. Nhưng mà so hách, so độ óc chó, so cái độ địt con mẹ bẩn bựa thì là sẽ dùng lại hách. Đích danh con chó hách trong cửa lan FBI thì sáng nay các bạn có thể xem lại cái livestream sáng nay bắn danh của mình, các bạn biết ở trong map văn phòng luôn, mình bắn cùng toàn anh em dân C4 luôn. Gặp mẹ mấy phát cuối nó đục địch con mẹ, đứng ở thùng gỗ đục cho 7 kim. Hách lột vòng. Bắn lại còn bắn Diablo. Ghê thật. Cái chuyện mà hách ấy, thì có một cái group là không sợ hách. Rồi thì chi thóc của mình là anh em phải cam kết là không dùng hách này nọ nọ kia thì mới được bắn. Còn bây giờ chúng ta gặp hách cũng giống như bot danh, mình có rất là nhiều ý tưởng. Một là về khía cạnh gamer, nhưng mình không thể tuyên truyền cho tất cả anh em được. Là về vấn đề là bây giờ mình muốn xin hẳn luôn cái liên cụm nào đấy, liên cụm 1 được, liên cụm 2, liên cụm 3, liên cụm 4, một cái liên cụm thôi.
vào lên cụm là chỉ nguyên là C4, hoặc là ở bên do bài đông thì cho hẳn ba lên cụm C4, chỉ xin một lên cụm thôi. Lên cụm 1, 2, 3 nguyên là của dân do bài, còn lên cụm 4 là của duyên nguyên dân C4 và bắn mà thôi. Thì anh em sẽ tìm được những cái phòng chơi riêng, thì anh em sẽ nó dễ tiếp xúc cũng như là dễ trải nghiệm các chế độ và cái mà mình thích hơn. Cũng như là kêu gọi là sắp tới đây mà anh em gặp bot danh thì làm nào. Rồi nguyên team kia đi, bot hiện tại có những hình thức bot như này, không được ở hai team như ngày xưa là cho tao xin mạng này kia nữa, đấy là danh cao thôi. Còn danh thấp là chúng nó sẽ bot là lock in 5 arc vào cùng arc chính, sau đấy out 5 arc kia. Cách phòng chống bot là gì? Kêu gọi cả phòng bên này out con mẹ đi, cho nó đứng một mình nó. Mình đảm bảo luôn là nó không bao giờ đợi được coi như là 20 phút đấy. Các bạn cứ out đi, nó không có điểm đâu mà. Quan trọng là các bạn có dám nói lên không cái tiếng nói chung, và anh em có đồng thời và nhất trí theo cái ý kiến đấy hay không. Được chưa? Còn khi mà các bạn vẫn còn hack thì mình nói thật, không bao giờ có cái máy chủ liên quốc gia đâu, cho nó xấu mặt dân Việt Nam. Và bắn nó ổ địt mẹ, tưởng mấy thằng Việt Nam bắn thế nào địt con mẹ, chúng mày toàn mấy thằng hack, tưởng thế nào phá game bọn bố mày về nước chơi đút cặc mà chơi chúng mày nữa. Nếu chúng nó nói thế, anh em nghĩ sao? Mấy con trâu bảo mày về thì về mẹ mày đi, đất bố mày bố chơi, bố thích làm gì bố làm nào. Đấy là giọng trẩu, cái giọng người ta đéo muốn phát triển. Được chưa? Còn chỉ khổ những anh em chơi game chân chính vào muốn giao lưu với anh em nước ngoài để xem những vị trí ngắm của người ta, học hỏi người ta thì lại không được. Cái vấn đề mà hack ấy, thì mình nói thật này, có thể không biết là bản mới update hay là gì gì đấy, có thể không phát hiện 1-2 ngày, nhưng đến ngày thứ 3 bị phát hiện thì các bạn làm sao? Với những cái thằng mới lập ạc vào chả mất cái con mẹ gì ấy, thì ở đéo sao, đi con mẹ mày cầm những cái ạc 10-20 triệu vào mày hack đi. Mày hack con mẹ mày đi, đi mẹ mày chi mong thế thì một lộc. Sau đấy bắt đầu lên kêu lạc em mười mấy triệu, anh block nạp nạp hàng trăm triệu, mày nạp cả tỷ mày hack vẫn block. Mình lại rất thích những cái bạn như bạn Nguyễn Cường, bây giờ bạn còn hỏi hack truy kích là như thế nào, mong rằng cả cái cộng đồng này nó hỏi mình câu đấy, mình chỉ mong vậy thôi. Khi cả cộng đồng hỏi mình câu đấy chứng tỏ là các bạn không hack. Ok chưa? Như vậy thì mình đã giải thích rõ về cái hiện tượng tự dưng block rồi nhá. Bây giờ đừng có anh em nào hỏi là tại sao các em tự dưng bị block nha. Không có đâu em ạ. Ok, chốt ngắn gọn là vậy thôi. Còn thì mình xin phép dừng cái livestream này ở đây. Nói cũng coi như là chưa uống cái ụm nước nào này. Sẽ không nói nữa. Chốt lại vấn đề ở đây, hy vọng rằng mình có thể tìm được một cộng đồng, dù là zombie hay là C4, các bạn hãy chơi game một cách tích cực nhất, chơi game một cách chân thật, để chúng ta không sử dụng hack, không gây ức chế, cũng như là không tự đánh mất đi cái phần người của mình. Rồi, xin chào tất cả anh em, hẹn gặp lại mọi người ở một cái livestream khác. Sẽ rất mong mình sẽ không bao giờ lên livestream nói về vấn đề hack này nữa, bởi vì mình mong cộng đồng sẽ ngày một lớn mạnh hơn, hiểu hơn, chơi game một cách người lớn hơn, và chúng ta sẽ nói không với hack. Chỉ vậy thôi. Cảm ơn tất cả anh em đã xem livestream này của mình.